Trận chung kết giữa Công đoàn Hải Phòng và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Cả hai đội đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt với những pha bóng ấn tượng. Ở phút thứ 9, Công đoàn Hải Phòng bất ngờ mở tỷ số sau một cú dứt điểm đẳng cấp của Vũ Văn Hiếu. Sau đó, họ nhanh chóng nhân đôi cách biệt khi Nguyễn Thái Hoàng ghi bàn dễ dàng sau đường chuyền của đồng đội. Mặc dù nhận hai bàn thua sớm, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và thành công ở phút 25 thông qua cú sút phạt của Nguyễn Văn Tráng. Tuy nhiên, Công đoàn Hải Phòng lại nhanh chóng củng cố cách biệt ở phút 28 khi Nguyễn Hoàng Anh ghi bàn. Ngay sau đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam lập tức rút ngắn tỷ số còn 2-3 nhờ pha ghi bàn của Nguyễn Văn Tráng. Trong hiệp 2, Nguyễn Thái Hoàng gia tăng cách biệt ở phút 31, đưa tỷ số lên 4-2 cho Công đoàn Hải Phòng. Trước tình thế không còn gì để mất, Công đoàn Dầu khí Việt Nam buộc phải tấn công mạnh mẽ nhưng không thành công. Họ đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 53 và phút 55 do công của Hoàng Anh và Vũ Văn Hiếu, giúp Công đoàn Hải Phòng giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 6-2. Với chiến thắng này, Công đoàn Hải Phòng lần đầu tiên đăng quang tại giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023. Trong trận tranh hạng 3, Công đoàn Thông tin và Truyền thông đã vượt qua Công đoàn Tổng.